Xin chào tất cả mọi người. Một ngày mới lại đến và ngày hôm nay, như Hùng đã hẹn thì tối nay Hùng sẽ làm khách mời trong chương trình ca nhạc online trên trang Facebook của Tình Tử Music với nhóm nam ca sĩ Lê Hoàng Việt, Hà Thành Vân và Quốc Guitar. Tuy nhiên thì còn vài tiếng nữa mới tới. Ở đây là nơi Hùng tập luyện để gìn giữ sức khỏe mỗi ngày. Ok, mọi chuẩn bị đã xong. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với studio của Tình Tử Music nha. Đi thôi. Let's go. Vâng, quý vị thấy là Nam ca sĩ Lê Hoàng Việt mới đầu tư một quả mic mới. Mà nghe đồn là quả mic em biết không hề rẻ đúng không? Cái đó nhờ đang là một trong những cái top của Nghiệp Online. Wow, của Xuân. Đó, mọi người thấy là Nghiệp đầu tư cho Tình Tử Music chưa? Hát thử một hai câu xem anh em sao? Người yêu dấu, người yêu dấu. Nghe rất là trong. Mùa xuân vội qua chốn nơi đây. Nụ hoa lá màu xanh, bờ môi cứ thay thay, nay còn đâu. Có chắc là một người đứng ra thôi. Cái này chỉ là tiền đề thôi. Thử trước, cho ai trước coi như nào đúng không? Rồi hôm nay là hôm nay show đầu tiên của tháng 7 được tập hộp cái microphone mới luôn. Biển vắng trong chiều sắc nữa, tình cũng như là anh. Ông chủ show đang chất lại với cái mic, có cái sự khác biệt như nào? Rõ ràng cái mic mới nó nghe nó ấm mà nghe nó nhẹ và nó rất là clear hơn ha. 5 giờ 4 lần này. Ngày hôm nay thì ngoài việc là show tự tình music thì bé An, con gái Nghiệp hôm nay chính thức được duyệt hội đúng không? Sau mấy ngày, sau mấy tháng trời thì lễ, ngày hôm nay thì bé An mới được chính thức làm lễ duyệt hội.
Xin chào tất cả mọi người, vậy là 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Chương trình live stream ngày hôm nay, nhạc yêu cầu với nhóm Tình Thương Music đã thành công tốt đẹp. Một cảm giác rất là tuyệt vời. Cảm ơn nhóm Tình Thương Music. Hy vọng những lần sau Hùng sẽ lại được tham gia. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. Mình nhà thì Hùng sẽ đi về. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Vậy là đã hết một ngày bận rộn. Ngày hôm nay thực sự rất là vui. Xin chào.